Bộ Công an giải thích việc điều tra bé gái bị xâm hại. Sáng ngày 19 tháng 4, tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp, Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương giải trình quá trình điều tra, xử lý thông tin ông Nguyễn Hữu Linh ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Công an quận 4 đang thụ lý giải quyết theo quy trình xử lý tin tố giác hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Cháu cho biết bị người đàn ông ở tầng 11 nhìn thấy bấm thang, ôm hôn hai lần bên má trái, tay trái ông ta ôm vào bụng bé, tay phải vòng qua cổ và một lần dùng tay phải từ phía sau kéo lại ôm, Thứ trưởng Công an nói. Còn cựu viện phó viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh khai cậu uống một lon bia trước khi về nhà con trai ở chung cư, thừa nhận ôm hôn hai lần như lời khai của cô bé. Tuy nhiên, ông này nói làm vậy vì thấy cháu bé dễ thương chứ không có ý định xâm hại. Theo Thứ trưởng Vương, đại diện gia đình bé gái đã đề nghị cơ quan chức năng không tiếp tục điều tra, xử lý vì thấy vụ việc không nghiêm trọng, không gây tổn hại cho cháu. Ngắt lời Thứ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, đại biểu quan tâm đến thời hạn xử lý tố giác tin báo, và đây có phải việc rất phức tạp để phải kéo dài thời gian xử lý không? Qua camera, chuyên gia cho rằng phải dùng vũ lực mới hôn được cháu bé. Khi hôn thì tay trái ông ta làm gì, có cử động không? Tội dâm ô trẻ em không khởi tố theo yêu cầu bị hại nên đề nghị của gia đình cháu bé không ảnh hưởng đến việc khởi tố. Bà Nga nói, cho rằng ngoài camera còn có lời khai của cháu bé, người làm công tác bảo vệ ở chung cư. Bà Nga đề nghị công an đẩy nhanh tiến độ điều tra. Đồng tình, tướng Vương cho biết sẽ chỉ đạo công an quận 4 nhanh chóng làm rõ. Tuy nhiên, theo ông, bé gái tuổi nhỏ, trong thang máy lại chỉ có ông Linh nên dữ liệu trích xuất từ camera là rất quan trọng. Dữ liệu sẽ phải phóng đại, phân tích từng chi tiết nên đề nghị để anh em làm đúng theo quy định của pháp luật để xác định thật sự khách quan, ông Vương nói. Nêu quan điểm trước Ủy ban Tư pháp, ông Nguyễn Quang Dũng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng nói dư luận đánh giá cơ quan chức năng không xử lý nghiêm các vụ xâm hại trẻ em mà không biết rằng đang có nhiều vướng mắc. Ông Dũng phân tích, việc thu thập chứng cứ khó khăn do chỉ có lời khai của bị hại, trong khi nhiều bé còn rất nhỏ, lại không kể ngay mà phải sau nhiều tháng, có khi cả năm. Hơn nữa, nghi can không thừa nhận hành vi, chứng cứ vật chất, sinh học không thu được nên cơ quan điều tra khó buộc tội. Bộ luật tố tụng hình sự hiện không áp dụng điều tra tố tụng đặc biệt với loại tội phạm này, nên cơ quan chức năng chỉ tiến hành các thủ tục tố tụng thông thường. Việc giải thích luật cũng đang gặp khó. Thế nào là hành vi dâm ô, sàm sỡ, các cơ quan hiểu không thống nhất, nơi xử nơi không, văn bản hướng dẫn chính thức không có. Nếu hiểu rộng quá chưa đạt mục đích của bộ luật hình sự, hiểu hẹp quá thì chưa đạt yêu cầu đấu tranh, đảm bảo công bằng xã hội. Đề nghị tòa tối cao có hướng dẫn, đưa ra án lệ, ông Dũng nói. Các cơ quan tố tụng nặng trên vai trách nhiệm bồi thường nhà nước, nếu gây oan sai sẽ bị kỷ luật, bồi thường, để không kết tội oan cần minh định hành vi nào là xử lý hình sự, hành vi nào xử lý hành chính, ông Dũng nói. Với thực tế đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng đề nghị xây dựng quy trình tố tụng đặc biệt, xem xét đến bảo hiểm trách nhiệm bồi thường oan sai để người xử mạnh dạn làm. Theo video trích xuất từ camera thang máy chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, thành phố Hồ Chí Minh, 21 giờ ngày 1 tháng 4, bé gái khoảng 5-6 tuổi bị gã đàn ông lớn tuổi ghì chặt, liên tục có hành vi bất thường khiến nạn nhân hoảng sợ. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, Viện Phó Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng về hưu giữa năm 2018. Ông Linh chỉ thừa nhận thấy bé gái dễ thương nên, nựng, không có hành vi sờ mó thân thể nạn nhân. Tuy nhiên, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định người đàn ông này có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.